Ngoại trưởng Hoa Kỳ gặp đối lập Syria, tin từ London. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã gặp các nhà lãnh đạo đối lập Syria tại London. Ngoại trưởng Kerry đã tới London để tham dự cuộc họp ngoại trưởng 11 nước để thiết lập nền tảng cho cuộc hội nghị hòa bình Geneva II. Nhiều viên chức ngoại giao cao cấp, trong đó có ông Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập, ông Nabil El Arabi, tuyên bố hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 23 và 24 tháng 11. Nhưng Hoa Kỳ, Nga và Liên Hiệp Quốc nói rằng ngày hội nghị chưa được quyết định. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc, ông Lada Brahimi đang tới các nước Trung Đông để vận động ủng hộ hội nghị, trong đó có Iran, là nước trong vùng mạnh mẽ ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad. Vấn đề có nên mời Iran tham gia vào hội nghị hay không đang gây tranh cãi. Hoa Thịnh Đốn đã lên tiếng phản đối việc Iran tham dự, ngoại trừ trường hợp nước này bày tỏ sự ủng hộ việc thành lập chính phủ chuyển tiếp, có nghĩa là phải chấp nhận loại bỏ ông Bashar al-Assad.